Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài P10. Quý vị, hôm nay Trường Giang đang có mặt tại thành phố Quincy, tiểu bang Massachusetts. Và hôm nay, Hội Không Quân tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ có tổ chức một ngày không quân hội ngộ cùng với những chiến sĩ đã hy sinh cuộc đời của mình tranh đấu cho miền Nam Việt Nam. Và hôm nay họ có mặt tại đây để chia sẻ những tâm tình, những kỷ niệm của thời chiến binh. Và hôm nay Trường Giang đang có mặt tại đây để tường thuật sự kiện này như sau. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, Tổ quốc không gian là khẩu hiệu của những con rồng bay đã một thời oanh liệt trên bầu trời miền Nam Việt Nam, là những ký ức oai hùng của một thời chinh chiến, là niềm vinh danh của một quân đội từng đứng nhất nhì trong vùng Đông Nam Á. Nhưng bàn cờ chính trị thế giới đã làm thay đổi vận mệnh của những người lính Việt Nam Cộng Hòa nói chung và những con rồng bảo quốc trắng không nói riêng. Lưu vong khắp nơi trên toàn thế giới, họ hiện là những người lính già ngoài 60 với những ước vọng hoài cổ, những ký ức oai hùng của một thời cất cánh bay cao. Khi có cơ duyên, họ tìm về với nhau trong buổi hội ngộ tâm tình khi biết rằng thời gian đối với họ là những chỉ số ngắn ngủi. Gặp lại với nhau để biết ai còn ai mất là lời chia sẻ đầu tiên của ông Đặng Ngọc Hiến, Hội trưởng Hội Không Quân tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Và ông cũng chia sẻ những mất mát của ông từ phi đoàn 233 và 257 mà ông đã tham chiến trong thời gian đỏ lửa năm 1972. Chúng tôi tập hợp lại anh em để mà trước nhất là mình coi thử cái ai còn ai mất. Cái tinh thần không quân không bỏ anh em, không bỏ bạn bè, cho nên là mình tập hợp lại đây để mà hàn huyên công chuyện. Mặc dù vậy nhưng nên cái đàn chim của chúng tôi là nó gãy cánh từ lâu rồi, nhưng mà nó vẫn có những cái buổi đại hội và những cái đêm không gian hội ngộ như thế này để mà gợi lại cái tinh thần đoàn kết và cái tinh thần không bỏ anh em, không bỏ bạn bè. Nói về cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa nó là cái quân lực mạnh nhất ở Đông Nam Á trước 75, cái đó là đúng. Nhưng mà trong cái thời gian mà sôi động nhất, tức là khoảng năm 1972, đó là cái thời gian sôi động nhất. Và anh em chúng tôi khi được tôi ở phi đoàn 233 thì cũng có một vài người bạn của chúng tôi đã hy sinh không trở lại được, và khi tôi qua 257 thì cũng có những người bạn không có trở về. Dĩ nhiên là cái sự ra đi nào của anh em thì cũng là để lại cho chúng tôi những cái luyến tiếc. Khoảng 350 trọng hương đến tham dự buổi hội ngộ lần này, đặc biệt là có sự hiện diện của gia đình thượng nghệ sĩ Đinh Trần. Đêm văn nghệ sôi động với những ca khúc không quân được trình diễn qua giọng ca đặc biệt của ca sĩ Quốc Khanh đến từ Nam California và các anh em ca sĩ trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Đào thải với thời gian thì không ai có thể tránh được, nhưng khi ra đi, không quân Nguyễn Minh Toàn đến từ Washington DC mong muốn được đào tạo một thế hệ hậu duệ để tiếp bước trên con đường tranh đấu cho quê hương. Có thể nói, quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung và không quân Việt Nam Cộng Hòa nói riêng thì binh chủng không quân là một binh chủng rất là ưu tú trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và tất cả những em không quân phi hành cũng như không phi hành đều rất là hăng say trong vấn đề phục vụ đất nước, bảo vệ tổ quốc. Chúng tôi đa số là trên 60 tuổi hoặc là 70 tuổi. Và trong thời gian tới, chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ từ từ phải ra đi thôi, với sự đào thải của thời gian. Và tất nhiên, chúng tôi cũng cố gắng tạo ra một lớp hậu duệ để tiếp nối với Hội Không Quân chúng tôi, để sau này những người em hậu duệ đó sẽ tiến bước để mà giữ vững cái tinh thần của không quân, của Hội Không Quân chúng tôi. Hiểm họa Trung Cộng hiện đang là nỗi đau đớn dày vò trên quê hương Việt Nam. Chúng tôi đã đặt câu hỏi, nếu là một người lính, hiện nay ông sẽ làm gì? Không quân Lê Đình Trung chia sẻ với chúng tôi như sau. Dạ, trước hết, chúng tôi xin cảm ơn FPTN đã cho chúng tôi có một cơ hội để bày tỏ những cái ý tưởng của mình. Và trong suốt khoảng thời gian mà chúng tôi đã lưu lạc ở xứ người, bao giờ cũng dễ nhớ về quê hương mà một thời mình đã hy sinh. Vì với tinh thần của quân đội Việt Nam Cộng Hòa mình là mình bảo vệ đất nước. Có những cái gì xâm lăng từ ngoại xâm, từ bốn phương, từ bất cứ đất nước nào, giàu lớn hay nhỏ. Lịch sử của nước chúng ta đã chứng minh họ không bao giờ thắng được.
bởi vì cái tinh thần kiên cường đấu tranh của dân tộc mình. Thành ra chúng tôi đã là quân trong quân đội thì chúng tôi sẽ cùng với tất cả những chiến hữu khác của các binh chủng bạn để mà bảo vệ đất nước. Chuyên gian tường thuật cho đài P10 từ thành phố Quincy, tiểu bang Massachusetts. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.